Xin chào các bác, ở video này em Minh tuyển chọn lên cho các bác một chiếc rè cao cấp của Luxman. Đây là chiếc rè C03. Hàng em tuyển chọn còn nguyên thùng xốp nha các bác. Chiếc này còn rất là mới. Con này thì hàng cao cấp của hãng Luxman. Em này thì đầy đủ các tính năng như là loudness, rồi chỉnh bass, chép ba lăng cân bằng, có chế độ AB khi mà output selector, có chế độ cắt subsonic, có chế độ đánh direct. Ngoài ra thì hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta các cổng như video 1, 2, tuner CD và phono. Con này thì mạch phono của nó rất là cao cấp và rất là hay, dành cho những ai chơi đĩa than nha các bác, có hỗ trợ cho MM và MC. Con này thì không thể dễ dàng kiếm được, rất là hiếm, lâu lâu mới xuất hiện một con thôi. Thì hôm nay mình đã tuyển chọn và săn được con hàng này. Đây các bác này, còn nguyên thùng xốp, đúng nghĩa như là hàng lưu kho đấy các bác. Các chân rắc được mạ vàng tiếp xúc. Con này thì có chiều size là 47,3cm nha các bác, 47,3cm. Hai hồi gỗ zin, bóng 7. Các bác có thể ghép với những chiếc Power CM0507 vân vân. Một con rè cao cấp của Luxman màu vàng chanh size 47,3 thì hiện tại em đang có mức giá là 11.500.000 dành cho con rè cao cấp này. Thì bác nào có nhu cầu chơi chiếc rè Luxman C03 full box này thì alo em ha. Chỉnh bát chép ba lăng đầy đủ. Rồi, em xin dừng video, cảm ơn các bác đã theo dõi.